Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hôm nay là ngày 26 tháng Chạp, vậy là còn 4 ngày nữa là tới ngày Tết Nguyên Đán. Như thường lệ, người Việt Nam thì hàng năm ngày đưa ông Táo xong là bắt đầu mình dọn màu mã sơn phết lại cho ông bà tổ tiên để cùng ăn Tết. Thì cũng vậy, nhà mình hôm nay cũng ngày 26, mình có hơi đội hợ về đây của khu chính Bình Hội đỡ hồ về sơn phết lại màu mã cho ông bà làm để ăn Tết mới, cầu mong cho gia đình một năm xuân trẻ, dồi dào sức khỏe. Thì hai ngôi mộ nhà mình cũng một dạng mộ ngày xưa. Bên tay trái là mộ của ông, và bên tay phải là mộ của bà. Thì hôm qua anh đã có làm rồi, hôm qua anh đã lót cái nền, tán cái nền lại cho sạch sẽ. Nền đây. Anh đã lót cái nền cho nó sạch. Thì hôm nay là mình đã sơn lại. Mới sáng nay nhổ cỏ xong, bây giờ mình sơn lại. Hôm nay đội hợ này gồm có 3 người đang làm. Mình hôm qua mình có mua bông hoa, mình cúng cái cây nước. Bây giờ mình hợ đang làm. Ở ngoài ngôi mộ có trồng hai cây mai nè các bạn, mai nụ. Thì mình trước khi mình sơn thì phải chà lại cho nó sạch sẽ, cho nó đi bay cái sơn cũ, xong mình bắt đầu mình sơn nó mới ăn, nó mới đẹp. Cho nó bay hết mấy cái mảng sơn cũ tróc ra nè, xong rồi mình sơn lại nó mới dính lại, mới liền, mới đẹp được nha các bạn. Có nhà làm từ 23 trở đi là 23, 24, 25, 26. Thì đưa ông Táo đi bắt đầu làm được rồi nha các bạn. Người Việt Nam thì mình hàng năm tới ngày này là mình phải làm hết cho ông bà để ăn Tết. Đây là hai anh đội hợ sơn. Làm bữa nay nữa là nghỉ Tết chưa vậy ông Hợ? Bữa nay nữa chứ, đủ rồi.
Bữa nay nữa nghỉ hả? À, năm nay làm cái được nhiều công trình không hả? À, để có gì qua Tết thì bà con có làm nhà hay làm công việc về xây dựng hay liên hệ bên đội hợ này, thấy làm cũng rất là ok các bạn. Thì liên hệ ngay số điện thoại này Số điện thoại máy cho nó, có gì ai cần thì liên hệ của đội xây dựng ở khu chính của anh Kiệt, anh Minh Kiệt. Hai anh em mày làm xây dựng cũng khá là lâu năm rồi các bạn, làm nay cũng cỡ trên 20 năm rồi. Cái từng xây dựng nhà cửa thì rất là đẹp mắt và uy tín. Nếu như mà các bạn có gần ở địa phương như Phú Hòa, Phú Lợi, Phú Hộ, Phú Văn gì đó thì liên hệ với qua số điện thoại thì anh làm cho. Số số điện thoại cho mấy anh hợp kiệt. Thôi đổ mà làm nhà này không mê đâu. Không, làm nhà ở luôn á. Cho số điện thoại đi. À, có ai cần thì Có gì liên hệ với anh điện. Quang Anh ngại có gì hai đứa mình đưa lên trên màn hình sau nha. có gì liên hệ thông qua anh Quang đi. Anh không nhớ số điện thoại số mấy. Anh ngại. Hôm nay mình đổi cái màu sơn lại. Năm sơn năm vừa rồi là cái màu xanh xanh trắng trắng, một trắng xanh. Bây giờ mình chơi lại màu vàng lợt. Thay đổi coi coi màu sơn phong thủy có đẹp hơn không, có tốt hơn không. Hơn nữa cái màu ngói thì mình đi màu đỏ. Mấy ngói này là mấy ngói nè. Là mấy ngói nè. Cái kiểu mấy ngói màu sơn màu đỏ. Chà cho nó sạch như bụi vậy nè, bụi nó bay hết rồi mình sơn nó mới dính ăn được. Để nó ngoài trời nó ba cái rêu móc nó bám vô. Này lúc trước nó màu vàng, màu nhiều sơn nhiều lần rồi. Đây mình quay từ trên cao nhìn xuống. Đó, đó. Đó.
giờ cũng cái mộ của hai mươi mộ cũng sắp xong rồi nha. Nắng làm xong với chiều nắng gì là không nổi, tranh thủ làm đây không có cây nắng quá chịu không nổi. Xong rồi các bạn, đây là hai mộ mình bây giờ, hai mộ của ba mẹ mình bây giờ đã là sơn phết xong rồi, để cho ba mẹ ăn Tết. Hai mộ làm xong rất đẹp. Để ngay chỗ cái bậc bên đây, ngay chỗ đúc ngang luôn, không dưới ngay cái đá bịch mang á. Ừ, để nó luôn. Ờ, ok, để vậy cho nó đẹp. Hôm chiều hôm nay là cũng 26 rồi, còn khoảng 4 ngày nữa là 30 Tết mùng 1. Cũng xong cho ông bà có mộ sạch sẽ ăn Tết cho đẹp đẽ. Video mình đến đây mình cũng xin tạm dừng, xin hẹn gặp lại các bạn vào video sau.